Chào mọi người, hôm nay công ty chuẩn bị đóng sữa ong chúa 100g cho khách sĩ ở tỉnh. Thì đây là lọ 100g, đây là hũ thủy tinh, đây là hàng mới nhập về luôn nè mọi người. Thì đóng vào thì bên mình sẽ đóng vào những cái túi như thế này và cố định lại năm hũ như thế này là một túi, thì đây là 100 hũ mình đã chuẩn bị sẵn. Đóng như vậy thì xong rồi mình sẽ đóng vào hộp xốp như thế này để bảo quản trên đường đi. Đây mình sẽ sắp vào như thế này, rồi kế tiếp là mình sẽ chèn bóng khí nha, chèn cái đó để mình giữ nhiệt nó tốt hơn. Thì sữa ống chúa vận chuyển đi thì cần phải giữ lạnh nên là mình sẽ bỏ vào thùng xốp và chèn thêm đồ giữ nhiệt. Sau đó là mình phủ kín luôn để cho nó giữ nhiệt tốt hơn. Thì như vậy thì mình có thể bảo quản lên từ đến 3-4 ngày luôn. Này mình vận chuyển được 3 ngày luôn đó. Thì sữa ong chúa mình bảo quản ở bên ngoài á, ngăn mát tủ lạnh á, thì mình có thể giữ lên đến 6 tháng. Còn nếu mà mình bỏ vào ngăn đông, ngăn đá á, thì mình có thể bảo quản lên tới 2 năm. Thì giá sữa ong chúa một lọ 100g thì bên công ty bán giá 150.000 một lọ. Và lớp trên cùng mình sẽ chèn kiệt tông và đậy kín nắp lại, mình sẽ niêm phong luôn. Đây mình đã đóng xong rồi và có niêm phong của mộc của công ty. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn các bạn vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.